Hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Chủ đề ngày hôm nay vẫn là series các bạn cùng đi thăm quê của mình. Và hôm nay trong video này sẽ có hai phần đặc biệt. Phần thứ nhất là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại cây mà ở đâu cũng có, sẽ có một cái tác dụng trị được bắt bận luôn ở cạnh nhà các bạn cũng có luôn á. Và phần thứ hai tụi mình sẽ tám về một số vấn đề mà mình đã gặp trong những ngày qua. Thì tụi mình sẽ vừa nói chuyện, vừa tám về, vừa đi nói về cái loại cây đó nha. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi xem loại cây đó trước. Nó ở bên hông nhà mình thôi. Nhưng mà tại vì trời gần mưa rồi nên là mình phải giới thiệu cho các bạn xem. Nó là cây. Cây này nó rễ của nó thì các bạn có thể ngâm làm rượu, còn lá của nó thì các bạn có thể tận dụng làm rất là nhiều thứ. Đây các bạn nhìn nè, đây là cây đinh lăng. Cây đinh lăng ấy thì theo mình được biết là nó có tác dụng lợi sữa, và như mình cảm thấy là nó có ở trong thành phần, trong những cái bột mà mình đặt ở một cái chị ở trên bảo lọc, trong cái thành phần đấy nó có đinh lăng để giúp cho các bạn ngâm chân để các bạn dễ ngủ hơn. Thì các bạn có thể sử dụng nước đinh lăng để uống, nhưng mà uống khoảng 1 đến 2 lần một tuần thôi thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn. Và các bạn có thể nhìn thấy là mặt mình á, dạo này có rất là nhiều mụn này, thấy không? Nguyên nhân một phần là do mình nằm nhiều, thứ hai là mình ở trong nhà mình ít khi lau mặt, rồi bụi bặm, rồi do nguồn nước nữa nên là mặt nó cứ bị mọc mụn lên thôi. Mình skin care dạo này không có tốt giống như là hồi trước nữa, nhưng mà mình vẫn đang cố gắng khắc phục. Thì các bạn biết không, dạo gần đây ấy là ở chỗ mình đang phát phiếu đi chợ và phiếu ra cổng. Một cái phiếu đặc biệt nữa là một cái giấy để mà hỗ trợ cho những người lao động tự do, giống như là tất cả các tỉnh thành khác đều được hỗ trợ. Thì trong một cái tờ giấy đấy thì sẽ có nội dung là các bạn phải xác thực thông tin bạn có chính xác làm ở cái địa chỉ đấy không, và cần phải có số điện thoại của cái người chủ đấy. Thì các bạn sẽ có một cái bản cam kết là các bạn phải trình bày đúng, nếu như bạn không trình bày đúng thì các bạn có thể bị truy nã. Mình dùng từ truy nã hơi ghê đúng không? Các bạn có thể bị kết vào tội là khai gian á. Mình cũng vừa mới viết xong và mới nộp cho trưởng ấp, nên là mình hy vọng là sẽ nhận được cái sự hỗ trợ này sớm thôi. Đó, bây giờ mình mới nhận ra một điều là nếu như mình lao động tự do với lại lao động mà có hợp đồng ấy, thì nó sẽ có những cái mặt khác nhau và tùy ngành nghề nữa. Nhưng mà hy vọng là sau này nếu như mà các bạn ấy, hay là kể cả bản thân mình có kinh doanh đi cho nữa, thì mình cũng sẽ cố gắng làm hợp đồng lao động để mà cái người mà làm việc cho mình ấy, họ sẽ được hỗ trợ hết mức, kể cả trong mùa dịch và không bị... Và một cái điều tiếp theo là mình ngày mai là sinh nhật của em mình. Nếu mà các bạn coi video này á, là ngày sinh nhật em mình là ngày 3 tháng 9 là nó đã qua rồi. Và mình đã tặng sách cho em mình. Em mình nó là một cái đứa mà không hề thích đọc sách một chút nào, nhưng mà mình vẫn cố gắng khuyến khích nó đọc sách. Có thể là như bản thân tụi mình quen đọc sách rồi đúng không? Thì mình có thể đọc 5 trang, 10 trang, hoặc là một quyển, 10 quyển, 100 quyển. Nhưng mà đối với những người mà họ ít đọc sách thì một trang, hai trang đó là gì kinh khủng lắm rồi. Và một cái nữa, mình vừa gặp một vấn đề trong tuần này, đó là mình đăng ký một lớp học về nhân số học của một người rất là nổi tiếng. Thì trong cái lớp học đó là đã ghi rõ ràng cái ngày quy ước là 3 ngày liên tiếp. Thì trong 3 ngày đó, lúc mà bắt đầu ép mình vô một cái nhóm bên đó tự động thông tin với mình á, thì họ ép mình vô một cái nhóm Zalo, mà các bạn biết một cái nhóm Zalo 100 mấy chục người, rồi tin nhắn cứ tinh tinh đến cả ngày thì mình cảm thấy là phiền. Xong rồi phát sinh thêm cái buổi thông cầu trước đó một buổi, tức là thêm một buổi nữa là thành 4 buổi buổi thông cầu đó để thông cầu trên Zoom. Nếu mà suy nghĩ theo một cách tích cực ấy, thì đó là lòng tốt đi, mà mình cảm thấy là tại sao lại cần phải làm như vậy, trong khi đó là nó không có cần thiết á. Tại vì thứ nhất là nhắn tin ở trong một cái nhóm nó là phiền,
Thứ hai là nếu mà để theo cái giờ hẹn như vậy thì cứ theo cái giờ hẹn đó mà làm thôi. Tại sao lại phải phát sinh thêm, nó rất là phiền phức. Thì mình đã không tham gia cái buổi thông cầu đấy do là mình mắc một cái cuộc họp. Xong rồi cái bạn bên quản lý bạn nói với mình là do mình vi phạm quy định nên là mình bị lít ra khỏi nhóm. Ok, mình cũng không có đến nỗi hào hứng với cái chủ đề đấy cho lắm. Nhưng mà mình cảm thấy là thứ nhất là trong tất cả mọi việc thì các bạn đã lên một cái plan, một cái kế hoạch, một cái lịch như thế nào đối với 100 người, 1.000 người, 2.000 người thì các bạn cứ theo cái giờ đấy mà làm. Cái thứ hai là để chuyên nghiệp hơn là tốt nhất là các bạn nên gửi quy định này, giờ giấc này qua email để người ta có thể đọc một lần trên một cái email, giống như các bạn gửi một cái thông báo qua một cái tờ giấy A4 vậy đó. Cái thứ ba là các bạn không có nên ép nhau vào nhóm Zalo vì nó rất là phiền. Một ngày á không có ai rảnh đâu mà cứ quét tin nhắn Zalo để coi, nó rất là nhức đầu. Mình á mà bị ép một cái nhóm Zalo là mình sẽ tắt thông báo liền và mình thậm chí mình không muốn check Zalo. Zalo với mình á, nó là một cái rất là cá nhân để mà có thể nhắn tin và trò chuyện riêng, trao đổi công việc riêng đó. Thì mình cảm thấy là không có nên làm như vậy. Thì nguyên một cái tuần của mình nó là như vậy. Và mình hy vọng là các bạn coi hết video của mình, các bạn có thể hiểu được phần nào tâm tư tình cảm của mình. Và các bạn ơi, hãy nhớ kết nối với mình trên Instagram cũng như TikTok. Mình sẽ để link ở đây. Ok, tạm biệt các bạn. See you.